Thưa quý vị, ngoài quận Hải Châu thì hiện nay tình hình dịch bệnh ở các kiệt hẻm, khu phong tỏa ở quận Thanh Khê đang diễn biến phức tạp với số ca mắc COVID-19 tăng cao do công tác quản lý phòng chống dịch chưa nghiêm. Ngay khi có sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, địa phương đã chấn chỉnh, khắc phục và đang siết chặt công tác phòng dịch lây lan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm COVID tại các kiệt hẻm, khu phong tỏa. Ngay trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê và Ủy ban Nhân dân phường Tam Thuận để chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở điểm nóng này. Phường Tam Thuận được nhận định là điểm nóng nhất về dịch COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Khê hiện nay. Từ ngày 16 tháng 8, khi thành phố bắt đầu thực hiện chủ trương, ai ở đâu thì ở đó cho đến ngày hôm qua, ngày 26 tháng 8, trên địa bàn phường đã phát hiện 86 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, có 9 ca được phát hiện từ xét nghiệm hộ gia đình và 49 ca có liên quan đến 9 ca này. Số ca dương tính trên địa bàn tiếp tục tăng cao, nhất là ở những kiệt hẻm. Phường Tam Thuận có tất cả 56 kiệt hẻm tại 4 tuyến đường lớn, trong đó đang xen nhiều hẻm nhỏ. Hiện trên địa bàn phường có 17 khu vực cách ly y tế, 3 kiệt là điểm nóng. Nhận định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tam Thuận hiện rất phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu địa phương cần tăng cường siết chặt công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong kiệt hẻm, có những biện pháp răn đe, xử lý mạnh hơn. Tổ COVID-19 cộng đồng tại các khu dân cư luôn đặt công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, ai ở đâu thì ở đó, lên hàng đầu.